Nadek Kurimia là một cái tên thuộc top những ngôi sao xứ Thái được đông đảo khán giả châu Á yêu mến. Nadek Kurimia sinh năm 1991 tại Khon Kaen, Thái Lan. Nam diễn viên cao 1m78, mang trong mình hai dòng máu Lai, bố của anh là người Áo và mẹ là người Thái Lan. Anh lớn lên cùng người dì ruột và mang họ bố nuôi người Nhật Bản. Anh nói sử dụng họ Kurimia bởi có cảm giác nó mạnh mẽ và để tỏ lòng biết ơn với người bố nuôi. Cuộc đời bình thường của Nadek Kurimia diễn ra êm đềm cho tới khi anh được một người quản lý phát hiện và đưa anh bước vào làng giải trí. Từ năm 2009, Nadek tham gia làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng. Gương mặt lạnh lùng, trưởng thành nhưng lại ấm áp, trẻ con khi nở nụ cười, khiến Nadek thu hút người đối diện. Nadek Kurimia tốt nghiệp ngành nghệ thuật truyền thông của Đại học Rangsit và hiện vẫn theo học lên cao học. Anh chia sẻ về sự khắt khe của bản thân khi nhận mỗi bộ phim. Lúc đóng phim, tôi sẽ tham khảo ý kiến đạo diễn và những người xung quanh. Tôi ít khi xem phim mình đóng vì sẽ nhận ra những khuyết điểm của bản thân rõ hơn bất kỳ ai. Vì thế, lúc làm việc, tôi luôn xác định rõ mục tiêu của mình. Vẻ ngoài sáng giá, sự nghiệp lên như diều gặp gió, Nadek Kurimia được nhiều nhãn hàng và thương hiệu săn đón. Anh là đại diện quảng cáo của hãng hàng không AirAsia Thái Lan, thực phẩm, đồ điện tử, kênh mua sắm online. Trong vòng 10 năm gia nhập showbiz, Nadek Kurimia sở hữu danh sách giải thưởng dài với 137 giải thưởng lớn nhỏ. Những vai diễn làm nên tên tuổi Nadek Kurimia. Nadek Kurimia luôn xuất hiện trên màn ảnh với hình tượng soái ca đốn tim biết bao người hâm mộ. Trái tim của Akanis. Đây cũng chính là bộ phim đã nên duyên cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của màn ảnh Thái Lan. Trái tim của Akanis vẫn là bộ phim để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọt phim Thái. Đó không chỉ là lần đóng chung đầu tiên của Nadek, Yaya mà còn là cột mốc đánh dấu sự nghiệp diễn xuất, là để nhìn lại cả con đường chàng Nadek ngố tàu dậy thì thành công, thành trai sáu múi, là để nhìn thấy nàng Yaya ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn. Và đặc biệt là họ đã cùng nhau hoàn thiện bản thân và trưởng thành ra sao. Trái tim của Akanis là một tác phẩm do Nadek làm đạo diễn. Bộ phim nói về một câu chuyện tình đầy éo le của một đôi nam nữ mà hai gia đình có mối quan hệ mâu thuẫn gay gắt từ trước. Cặp đôi này từ khi sinh ra và lớn lên, không biết đã bao nhiêu lần họ cãi vã và tranh chấp lẫn nhau, nhưng cũng từ những tranh chấp đó mà họ đã phát sinh tình cảm với đối phương lúc nào không hay. Con tim dẫn lối. Nằm trong top những bộ phim hay nhất của Nadek, Con tim dẫn lối nói về hành trình tìm bố đầy cảm động của cô gái trẻ Nuna Munitba Jirayungyurun. Nadek Kurimia trong vai Naisai, một ông chủ nông trại trẻ tuổi, bị cuốn hút bởi sự đáng yêu, trong sáng kiên cường của Nuna. Đóng cặp cùng Munitha, Nadek Kurimia khiến khán giả chao đảo vì những phân cảnh lãng mạn, tình bể tình trong bộ phim Con tim dẫn lối. Trò chơi tình yêu. Trong bộ phim này, Nadek vào vai Sai Chon, một lần nữa anh lại đóng cặp với Yaya trong vai Nang Pha. Chuyện về một vụ đắm tàu, cô nàng Nang Pha bị mất trí nhớ trôi dạt vào đảo Min. Anh đã gặp và yêu cô, sau đó hai người kết hôn. Thời gian sau, Nang Pha bị đưa về thành phố điều trị. Cô đã nhớ lại tất cả, nhưng những ký ức ở đảo Min thì cô lại quên hết. Sau nhiều năm, Sai Chon trở thành Charlotte trong bộ dạng của một người đàn ông thành đạt. Anh làm mọi cách để tìm Nang Pha. Thế nhưng khi gặp lại nhau, anh bị vợ đối xử lạnh nhạt, khiến anh vô cùng tức giận. Bởi anh cũng không biết rằng Nang Pha đã mất đi ký ức ngày còn ở đảo. Tình yêu biến thành thù hận, anh lên kế hoạch trả thù người mà anh yêu nhất. Nữ thần rắn 2. Nữ thần rắn 2 chính là phần tiếp theo của bộ phim truyền hình gây sốt năm 2016 tại Thái Lan và trên toàn châu Á. Phim có sự tham gia của bộ tứ đỉnh đám bậc nhất đài CH3 là Nadek Kurimia, Yaya Urasaya, Theo Natafon và Ken Pupom, cầm trịch bởi vị đạo diễn mát tay Of Pompat. Nữ thần rắn 2 là một câu chuyện tương đối độc lập, là Sroy Yaya, cô thôn nữ dành cả tuổi thanh xuân để coi sóc đền thờ nữ thần với hy vọng một ngày Naki tìm lại được tình yêu đích thực, và thanh tra Pomprap Nadek, chàng trai trẻ không tin vào sự tồn tại của Naki. Bộ phim khéo léo tạo nên sự đối lập hoàn toàn về lối suy nghĩ, xuất thân và cách sống của hai nhân vật trung tâm, từ đó dẫn dắt sang câu chuyện về sự tồn tại và tình yêu bất diệt của Naki. Từng nhân vật được giới thiệu một cách cụ thể rõ ràng, liên kết với nhau bởi sự đối nghịch. Bằng cách xây dựng tương quan đối lập đó, những góc khuất về xuất thân của các nhân vật cũng dần được lộ rõ. Vì sao đưa anh tới, bạn Thái?
Vì sao đưa anh tới bản Thái là một trong số những dự án phim được đầu tư khủng nhất của đài CH3. Phim được làm lại từ bom tấn cùng tên của Hàn Quốc với sự góp mặt của dàn diễn viên được bảo chứng về chất lượng diễn xuất như Nadeki Miya, Matt Pirani. Phim xoay quanh chuyện tình của Farada, Matt Pirani, một đại minh tinh với vẻ ngoài kiêu kỳ, sang chảnh nhưng bên trong lại cực kỳ lầy lội, và Achira Nadeki Miya, chàng trai ngoài hành tinh bị mắc kẹt ở trái đất hàng trăm năm. Hai kẻ oan gia từ lần đầu gặp mặt đã chẳng ưa gì nhau rồi dần dần nhận ra trái tim mình đã rung động. Vốn là một dự án được trông đợi của đài CH3 trong năm 2019, nhưng vì sao đưa anh tới bản Thái lại rớt giá thảm hại vì lùm xùm công khai giật chồng đàn chị của nữ chính Matt Pirani. Thậm chí, ngay cả khi phim đã hoàn thiện phần ghi hình, nhiều khán giả vẫn một mực đòi thay nữ chính. Sau một vài lần ấn định ngày lên sóng nhưng không thành, cuối cùng bộ phim cũng được ra mắt. Và công tâm mà nói thì lùm xùm đời tư nữ chính chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng phim cả. Vì sao đưa anh tới bản Thái vẫn là một bộ phim thú vị đối với những khán giả chưa xem bản gốc. Lừa đều gặp lừa đảo. Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, mới đây Nadeki Miya tiếp tục góp mặt trong tác phẩm Lừa đều gặp lừa đảo của đạo diễn Mes Theraton. Phim kể về cuộc gặp gỡ oan trái giữa cô nàng Ina, Baifen Pim Chanok, một nhân viên ngân hàng ngốc nghếch và siêu lừa đảo Tower, Nadeki Miya. Sau khi Ina bắt được Tower, cô đề nghị Tower sử dụng các kỹ năng lừa đảo của mình để giúp cô đòi tiền bạn trai cũ, Pet Titi Mayeltarup. Trước khi kế hoạch bắt đầu, Ina dần thay đổi cảm xúc với Tower. Bạn diễn Pomsaton Jong Willock, người vào vai người anh John của Tower trong Lừa đều gặp lừa đảo, nhận xét về Nadek. Làm việc với Nadek, tôi thấy cậu ấy rất chuyên nghiệp. Tôi rất vui khi được hợp tác với diễn viên số 1 trong làng giải trí. Chuyện tình cổ tích 10 năm với Yaya Urasaya. Giữa showbiz nhiều thị phi, Nadeki Miya tìm được tình yêu với người đồng nghiệp Yaya Urasaya. Hai người bên nhau tròn 10 năm, ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí và cùng hiện diện trong sự nghiệp của nhau. Cả hai đều là nghệ sĩ độc quyền của đài truyền hình CH3. Nadeki Miya gặp gỡ Yaya Urasaya lần đầu tiên vào năm 2010 khi cùng đóng phim Trái tim của Akane. Nadek khi đó mới 19 tuổi, vừa bước chân vào làng giải trí, còn Yaya vừa tròn 17 tuổi. Yaya Urasaya từng thừa nhận nụ hôn đầu đời của cô là khi đóng cùng Nadek. Trong 10 năm yêu nhau, Nadek và Yaya đã có 10 lần hợp tác trong nhiều phim, cả truyền hình và điện ảnh như Trò chơi tình yêu 2011, Trái tim người thừa kế 2012, Sự hoán đổi kỳ diệu 2017, Nữ thần rắn 2018. Bên cạnh đóng phim, Nadek và Yaya còn cùng ký nhiều hợp đồng quảng cáo với các nhãn hiệu khác nhau. Quảng cáo đồ ăn nhanh Lay's của cả hai từng gây chú ý một thời gian dài. Yaya Urasaya sinh năm 1993, mang dòng máu Lai Thái Lan và Na Uy. Cô tham gia làng giải trí từ năm 14 tuổi và trở thành con cưng của showbiz Thái Lan. Yaya hiện là một trong những diễn viên nhận thù lao cao nhất Thái Lan. Cô cũng là gương mặt yêu thích của nhiều thương hiệu thời trang. Nadek và Yaya là một trong những cặp nghệ sĩ nổi tiếng nhất showbiz Thái Lan. Theo Thai Rat TV, họ là cặp sao được trả cachet cao nhất 900.000 baht mỗi khi cùng nhau tham gia sự kiện. Yaya hiện có 10 triệu người theo dõi. Trong khi đó, Nadek thu hút 1,3 triệu fan trên trang cá nhân. Yaya tâm sự rằng cô đang chờ đợi lời cầu hôn của bạn trai. Nữ diễn viên khẳng định sẽ lập tức trả lời có nếu người yêu ngỏ lời. Đó là ước mơ của nhiều cô gái và cũng là mong muốn của tôi suốt thời gian dài, cô trả lời truyền thông.